Trong nội dung video này, chúng ta sẽ đi nghiên cứu về cách tổng hợp bộ điều khiển theo tiêu chuẩn module tối ưu cho đối tượng. Chúng ta sẽ đi qua 3 ví dụ. Trước tiên, để làm được bài tập này, chúng ta cần phải có công thức là bộ điều khiển R sẽ bằng 1 phần 1 trên G nhân 2 nhân tô nhân S tất cả nhân mở ngoặc cộng 1 cộng tô nhân S đóng ngoặc. Đó là cái công thức chúng ta cần phải có, cái công thức sau này để chúng ta có thể làm được các bài tập dạng module tối ưu tổng hợp và bộ điều khiển ấy. Thì đây thì bài 3 là tổng hợp bộ điều khiển cho cái đối tượng này. G3 bằng như cái con số ở đây các bạn có thể thấy. Thì mình áp dụng công thức tính bộ điều khiển theo tiêu chuẩn module tối ưu. Thì mình thay G3 vào đây